Mày nhanh nhanh cái chân lên cho ông. Dạ ông ạ. Khổ lắm. Nó... Này, ông định đi đâu đấy hả? Tết nhất không ở nhà mà đi đâu? Trời ơi. Tôi phải đi kiếm tiền. Ở nhà này mà chết đói à? Vừa mới mở mắt ra, tiền nong cái gì hả? Mà sao lúc nào gặp tôi ông cũng nói tiền là sao? Chỉ có gặp bà thì mới nói chuyện tiền nhá. Bởi vì cái mồm của bà mở ra là bắt đầu tiền rồi nhá. Bà vẫn nói là sáng ra mà mở mắt ra mà không nhìn thấy tiền thì cả ngày ăn không ngon ngủ không yên còn gì. Thằng ở, dạ. Hôm trước mày đố ông cái câu gì ấy nhỉ? À, dạ, bẩm ông, con đố ông câu là con gì ăn lắm, nói nhiều. Đúng. Mau già, lâu chết, miệng kêu tiền ạ. Thế nó là cái con gì? Dạ, là con không biết ạ. Nó không biết nhưng mà nó đố tôi thì tôi hiểu đấy. Có nghĩa là cái con vợ ấy. Con vợ nào? Tức chả con vợ này thì con sen à? Ông nói tôi đúng không? Hả? Ông nói tôi là nhanh già lâu chết miệng kêu tiền phải không? Đấy, con này chuyên giữ tiền giữ bạc cho cái nhà này đấy. Nếu mà không có con này nhá, của nà đi hết rồi nhá. Đi đâu? Đi đâu thì tự ông hỏi đấy. Mà tóm lại ông đi đâu đấy? Bây giờ đi đâu đấy? Mở mắt ra, đi đâu? Tôi đang đi thu tiền điền. Thu tiền điền hay là đi làm phiền nhà con Hến? Ông ơi. Làm sao mà phải làm phiền con Hến? Ủa thì sao bảo biết nhỉ? Dạ. Đấy, rõ chưa? Còn chối được không hả? Nó ngu như thế nó mới làm thằng người ở. Chứ nó thông minh như thế lại làm ông chủ như tôi. Trời ơi, cùng một ruột giống nhau đúng không? Cái gì? Bà đã bắt đầu bà hạ tôi xuống đến tận thằng người ở đấy phải không? Thế là bấy lâu nay bà toàn ăn nằm với cái thằng người ở đấy phải không? Hả? À? Ông tự hiểu đi. Được đấy. Suốt ngày chỉ nghĩ xấu thì cái việc con Hến ấy. Con Hến làm sao nó xinh đẹp bằng cái con sen nhà mình? Sen nhỉ? Trời ơi. Cất cái mắt đi. Thấy gái là mọi thứ được cái rối tinh hết cả lên. Mắt thì đảo như lạc giang ấy. Con thấy mắt không đảo thì nhìn đường làm sao? Đi nhanh rồi về nhá. Tết nhất tôi không tiếp khách hộ đâu. Đi nhanh rồi về. Dạ vâng ạ, dạ ông đi. Thằng kia. Dạ. Đứng lại. Ồ. Quay lại đây. Dạ. Quay lại tao. Dạ vâng, con đây ạ. Tao nói cho mày biết nhá. Dạ. Từ trước đến giờ bà đối xử với con thế nào? Dạ bà đối xử với con rất tốt ạ. Thế bà đối xử với cả vợ con có tốt không? Con chưa có vợ. À đấy, tao lại nhầm với thằng ngu. Dạ. À thế Tết đến là bà vẫn cứ cho quà con về quê. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ lại bà lại hỏi con. Dạ. Hey, giữa ông với bà thì con về phe nào nhỉ? Dạ con. Thôi. Dạ cả hai ạ. Sư cái thằng này, tại sao mày lại về cả hai là như thế nào? À, bà nói cho mày biết nhé. Bây giờ không nói nhiều. Dạ. Lệnh ông không bằng công bà, hiểu chưa? Dạ. Giữa ông với bà, mày phải về phe bà. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Dịch vào đây. Dạ đây ạ. Dịch vào. Ui dạ thôi ạ, dạ con mà dịch vào thêm một tí nữa thôi là ông nọc cổ đánh đòn đấy ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Bà nói cho mày biết nhá. Dạ. Từ nay trở đi mày theo hầu ông. Dạ. Ông đi thu tiền điền được bao nhiêu mày biên chép cho cụ thể rồi về báo cáo lại với bà, nhớ chưa? Dạ. Vấn đề thứ hai, trên đường đi thu tiền điền nếu như ông có rẽ ngang rẽ dọc mày cũng phải về báo lại với bà, nhớ chưa? Dạ. Và trên đường đi thu tiền điền nếu mà ông có hấm hấy mấy con nào đấy thì mày cũng phải về báo cáo với bà, nghe chưa? Dạ con nghe rõ rồi ạ. À. Nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. À. Thôi bây giờ đi nhanh lên. Dạ vâng, dạ đi. Dạ lạy bà. Dạ con này lại đây. Bà bảo này, mà nãy mày vừa làm gì đấy ạ? Hả? Mày vừa làm gì? Cái mắt của mày làm gì với lại ông như nãy đấy hả? Con bị ngứa mắt ạ. Mày ngứa mắt à? Mày chỉ ngứa thôi đúng không? Thế mà mày có thích bà gãi không? Hay mà thích bà cào ra không? Hả? Không. Không cái gì? Bây giờ mày làm lại đi, mày diễn lại xem cái lúc mày ngứa mắt vì ông như thế nào. Mày diễn lại đi. Không dám diễn phải không?
mày cứ liệu cái thần hồn mày đi nhá. Lần nữa mà tao bắt gặp mày, rồi tao cho mày không những ngứa mắt mà tao cho mày lác mắt luôn ấy, hiểu chưa? Nhá. Vâng ạ. Hiểu không? Dạ. Đi về. Láo nó quen. Ôi. Mình bị ngứa mắt thật mà. Thế mà cũng chửi. Đâu rồi ấy nhỉ? Chạy đi đâu này? Này. Đi cho ai? Này, thằng này mày. Mày cái sao? Gì? À, mày làm sao? Ông đừng có cậy ông làm anh. Ông lớn tuổi hơn. Mà ông chơi cái trò ném đá giấu tay nhá. Ông gắp lửa bỏ tay người nhá. Tôi vừa ngủ đây được một tí. Ông làm cái gì mà ông phải lấp sau cái gốc đa? Xong ông lại lấy gạch lấy đá ông ném tôi thế? À, ông cay cú hay cáu giận gì tôi mà ông lại ném tôi hả? À, cáu giận cay cú à? Mày nói xong chưa? Nói xong rồi. Xong rồi thì mày ngồi xuống đây nghe tao nói, không mày tông ngước lên nó mỏi. Rồi đang ngủ đi làm ném ngủ à? Ném làm này thằng mất dạy này. Thế tao nói cho mày biết nhá, mày đã nhớ những gì thầy dạy chưa? Thầy dạy là đi ra ngoài đường anh em phải thương yêu nhau, phải đùm bọc nhau, phải nhường nhịn nhau, phải bảo vệ nhau. Thế đúng chưa? Thiếu đấy. Thiếu cái gì? Thế công bằng ở đâu? Hả? Công bằng ở đâu? Công bằng thế nào? Thế mày thì cao tận gần 2 tấc, còn tao thì có tấc mốt thôi. Suốt ngày phải ra đường để làm. Đấy, tao làm nhiều quá bây giờ tao có lớn được nữa đâu. Mà mày nhìn lại mày xem, sức dài vai rộng chả làm một cái việc gì cả. Tôi nói cho ông biết nhá. Lớn là do là tôi phát triển nó lớn. Còn ông bé là không phải do ông làm nhá. Tôi nói cho ông biết nhá. Này, ông là anh. Đi ra chợ, ông biết buôn biết bán. Tôi là em, tôi có biết gì đâu. Tôi ra chợ tôi bán nhầm hàng, nhầm họ rồi là thiệt thòi thì sao. Ông lớn ông biết thì ông ra ông bán hàng, ông quán xuyến. Thì cái lúc ông bán hàng quán xuyến tôi thảnh tơi không cho tôi ngủ. Ông là anh làm gì mà ông phải so bì với tôi một tí cho tôi ngủ thế hả? Hay ông đi ra chợ bán đi. Thế tao hỏi mày, mày có biết ăn không? Có. Thế biết ăn thì phải biết làm hả? Tao ra chợ tao bán hết một đống lá rong thầy bảo rồi. Thế mà đến bây giờ tao về đây mà mày vẫn ngủ. Thế là thế nào? Này, tôi nói ông biết nhé. Rảnh rang tôi nằm ngủ một tí. Thế mà ông là anh mà ông so bì với tôi. Ông làm anh mà thế à? Thôi, ông biết quán xiến, ông đi ra ngoài chợ, ông làm tất đi, tôi ở đây tôi ngủ. À thế à, thế là tao là phải làm hộ mày ấy gì. Thế bây giờ nhá, thế để tao ăn hộ luôn nhá. Đây, thầy cho 2 cái bánh trưng để tao ăn hộ mày luôn. Này, lão cả kia. Này, người bé tí ăn gì mà ăn lắm thế. Ông ăn một mình đi xem có nuốt nổi không. Ăn gì mà ăn lắm thế, những 2 cái bánh trưng, đồ tham lắm. Tí không quay về đây ông chết với tôi. Tôi ngủ cái đã. Tao nhìn thấy trước, đó là của tao. Khổ quá, tao đã bảo tao nhặt trước nha. Nhưng mà tao nhìn thấy trước, tao cầm được vào trước. Khổ quá, Phương. Của tao. Mày cái gì đây? Của tao nha. Mày làm cái gì đây? Hả?
Này, đi. Mày làm cái trò gì đấy hả? 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 Làm trò gì à? À! À! Ui! Ai? À! Cái gì thế? Bỏ tay ra! Mày bỏ tay ra! Của tao! Của tao! Của tao! Thằng này! Mày bỏ tay ra! Bỏ ra! Này! Thằng này nhá! Thằng Danh này, tao biết mày rồi nhá! Thì ra mày dê tao đi theo đường này đúng không? Để mày về đây mày gặp thầy mày đúng không? Hai thầy trò nhà mày định áp đảo tao đúng không? Mà này này! Tôi nói cho ông biết nhá, ông là người sinh ra nó nhá, ông sinh ra nó, ông phải dạy nó cách sống nhá. Này 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 này, các cụ nói là nhặt được của rơi phải trả người đánh mất nhá. Sống ở trên đời mà thất đức như thế nhá, là sống là phải tích đức tích phúc nhá, hiểu chưa? Này mày vừa nói cái gì? Mày thôi, tao nói cho mày biết, mày nhìn mặt ông như thế này mà mày bảo là con tao. Anh tao đấy. Cái gì? Anh à? Mày bỏ lòng tay ra. Này. Bỏ ra. Này mày là anh hả? Đó. Tao là này. Anh. Tao nói mày bỏ ngay cái tay ra. Mày bỏ ngay cái tay này ra. Tao bỏ ra để tao mất à? Mất cái nào mất, mày không bỏ ra. Tay anh em tao mạnh hơn tao giật cho thì mất giống á. Anh kia yên tâm. Anh về đến đây rồi anh cứ bình tĩnh. Có em ở đây rồi. À. Không được thì phải sợ nó. Này, tao nói mày nghe nhá. Mày đừng tưởng mày đi ra đường mày nhìn thấy người ta bé nhỏ thế này, mày bắt nạt người ta ở chợ. Ông ấy bán hàng ngoài đấy, mày to tướng như thế kia, mày định bắt nạt ông à? Mày đi qua mày cậy to cao, mày cướp tiền cướp bạc của ông à? Này, tao nói cho mày biết nhá, mày cẩn thận đấy, hai anh em tao ở đây nhá, tao đập cho vỡ món. Em nói thế đúng. À, đúng rồi thế này rồi. Thế đoàn kết như thế còn gì nữa. Này, thế bây giờ chuyện là như thế nào? À, mày nói xong chưa? Xong rồi. Mày nói xong rồi nhá, bây giờ đến lượt tao nhá. Lúc nãy tao tưởng là mày sinh ra thằng này. Nhưng không ngờ là hai thằng mày sinh ra cùng một chỗ nhá. Mà lại thằng này nó lại còn ra trước mày. Thế mà thằng này nó lại tham lam. Tham lam thế nào? Tham lam thế nào à? Là cái túi này, tao là người nhìn thấy trước Nhưng trên đường tao đến nhặt thì nó lại nhặt trước. Thì đương nhiên cái túi này nó của tao. Này. Bởi vì tao nhìn thấy trước, mày hiểu chưa? Này. Thế tao nói cho mày biết nhá. Thế tao đang ngồi bán lá rong ở chợ. Thế cái túi này nó rơi ở trước hàng tao. Tao nhặt luôn chứ không phải là của tao à? Thì ra là như thế này, được rồi. Có em ở đây rồi anh không phải sợ. Mày cũng mày của nó. Mất giống bây giờ. Mày làm sao lại được với anh em tao nhá? Được rồi, cứ để đấy. Thôi được rồi. Tao chỉ cần công bằng nhá. Mặc dù tao biết hai thằng chúng mày đang đàn áp tao nhá. Này. Bây giờ để cho nó công bằng nhá. Thì mày đi theo anh em tao ra chỗ kia phân xử rõ ràng. Nhanh lên. Ông cầm cho tôi cái túi kia đây. Đây. Chúng mình lại phải theo nó à? Đứng lại cho nó. Này, thằng kia. Ngồi ở đây. Mày ngồi ở đây. Ngồi ở đây. Mày cứ ngồi xuống. Tao sẽ xử lý công bằng nhá. Anh cứ ngồi đấy nhá. Nhưng mà trước hết tao nói cho mày nghe. Mày có biết là mày đang ngồi ở đây là ngồi chỗ nào? Ngồi chỗ nào mày biết không? Là chỗ nào? Đây ấy, là vườn nhà tao đấy. Mày hiểu chưa? Vườn nhà tao. Mày biết chưa? Còn kia kìa. Đấy, mày nhìn này. Đấy là nhà anh em tao đấy. Tao hiểu rồi. Được chưa? Tức là chúng mày định dê tao về đây. Rồi chó cậy gần nhà đúng không? Này. Mày bảo ai chó cậy gần nhà? Mày bảo ai chó cậy gần nhà đấy? Thôi anh cứ bình tĩnh. Rồi. Bây giờ tao hỏi mày. Mày bảo cái túi này, túi tiền này là mày nhìn thấy trước đúng không? Đúng rồi. Rồi. Tao hỏi mày luôn. Thế mày bảo cái túi tiền này mày nhìn thấy trước. Thì mày trả lời tao xem là cái túi tiền này nó màu gì? Đấy, màu gì? Màu gì? Chắc chắn nó là màu đỏ. Là của tao thì tao phải biết chứ. Mày xây ra. Đi sang kia. Xây ra đâu? Sang kia. Anh. Em bảo nó trả lời đúng. Đúng là cái túi tiền này màu đỏ thật. Thế chả đúng gì không à? Mày đưa cái túi này lên cho nó nhìn, rồi mày hỏi là màu gì, thế nó phải nhìn thấy à? Đúng rồi nhỉ. Hay như không sao. Rồi mày từ từ chờ tao một tí. Hỏi câu khác khó hơn đi. Được rồi, để em nghĩ đã.
xem câu nào mà không trả lời được. Cứ ngọng ra ngay. Đều, đều. Đây. Ê, đưa cái tay. Đây, đếm thử. Đây, đây, đây. Rồi. Rồi, rồi. Tất cả là 20 xu. Anh bỏ vào đây. Này, bây giờ tao hỏi mày nhé. Cái câu này khó. Ở trong túi này là tiền, đúng không? Mà tao với cả bác cả nhà tao vừa đến rồi. 20 xu. Thế tao hỏi mày, trong số 20 xu này thì là bao nhiêu đồng tiền là của mày? 20 xu này là cả 20 xu của tao. Cả 20 xu của mày? Đúng rồi. Ui giời ui, mày hỏi ngu lắm em ạ. Ngu gì thế mày? Mày hỏi thì mày lại nhắc luôn câu trả lời vào đấy thì nó chẳng biết thì không à? Thì như bây giờ có mỗi cái túi tiền, bây giờ hỏi câu nào cho nó khó bây giờ được. Khổ thế. Nói tóm lại nhé. Này. Đây này. Là tiền của tao. Này, của tao. Tao chỉ cần công bằng. Này, tao không cần biết. Đến nước này nhá, cứ phải là chia ba. Anh em tao. Mày không chia ba chứ đúng không? Này. Dạ, con chào cụ Lý ạ. Con chào cụ Lý ạ. Chào cụ ạ. Thế chúng mày làm cái gì ở đây mà ồn ào mất trật tự? Có chuyện gì đâu ạ, có chuyện gì đâu ạ. Ba anh em bọn con đang ngồi ở đây tức ăn cụ ơi. Có việc à? Dạ, cụ Lý ơi, cụ đi đâu về đấy ạ? Dạ. Cụ đi đâu thì kệ cụ. Dạ vâng, cụ đi đâu thì kệ cụ ạ. Cụ không cần phải thông báo. Dạ, chả là cũng không có chuyện gì đâu. Chả là anh em con gặp dạ, cụ bẩm cụ là cậu bạn dạ, này. Dạ, thưa cụ là con Lạch này. Dạ, bẩm cụ là cậu bạn này là ở làng bên sang đây. Vâng. Thì là cậu ấy lại chẳng may lạc đường. Dạ. Thế cậu ấy đang ngồi đây để cho anh em con chỉ đường để cho cậu dạ. Về lại bên làng. Thì khổ quá, con vừa chỉ cho anh ấy là đi đến chỗ ngã ba, rồi sau quay lộn ngược lại là sang đến chỗ bờ sông. Đúng rồi. Qua bờ sông là đến làng nhà cậu ấy rồi. Đúng rồi. Thế thôi ạ. Này, nhớ là ba đấy nhé. Rõ ràng là ba đây rồi còn gì nữa. Dạ vâng. Nhưng có mỗi mình cậu này ở làng bên gì. Dạ vâng ạ. Dạ. Đấy, hai cậu này làng này, đấy, phải nói là rất tốt. Dạ vâng. Truyền thống giữ ở cái làng này là phải nói là giữ cái truyền thống rất là tốt. Dạ. Chỉ bảo cho người lạc đường sang làng mình đúng không? Dạ. Này, như thế để làng bên người ta còn học tập. Dạ. Dạ vâng ạ. Cụ là cụ có lời khen hai thằng. Dạ vâng ạ, cảm ơn cụ ạ. Dạ. Nhưng mà nhân đây cụ cũng nói nhá. Bây giờ đang năm hết Tết đến rồi. Dạ. Đặc biệt cái tháng này tháng củ mật. Dạ. Cứ phường trộm cắp nó hoành hành rất kinh. Dạ. Dạ. Cẩn thận không rồi mất trộm thì đúng. Lúc ấy đừng có than trách. Dạ, vâng ạ. Cụ dạy đúng quá. Thế cụ đi nhá. Dạ vâng ạ, con chào cụ ạ. Nhớ đường mà về. Dạ. Dạ vâng. Này, thôi được rồi. Bây giờ tao chỉ cho mày đường về làng đấy, mày đi về đi. Đúng rồi, cụ Lý đi rồi. Bây giờ mày đi về đi. Cái gì? Tao chỉ đường cho rồi, đi về đi. Hai anh em mà chúng mày định rửa mặt à? Hả? Rửa mặt gì? Làm sao? Cụ Lý vừa nói rồi nhá. Ngã ba, tức là chia ba nhá. Chúng mày phải làm cho nó đúng nhá. Chia ba, chia đây ba. Ngồi xuống. Rồi, cứ ngồi xuống mình đấy. Ngồi thì ngồi, tao sợ gì cũng ngồi. Thôi được rồi, bây giờ sẽ chia ba. Ừ. Được rồi, mày chia để đi. Anh chia. Rồi. Bây giờ trong này tao lớn tuổi nhất thì tao chia nó sẽ công bằng. Ừ. Chưa? Chưa chắc mày đã lớn tuổi nhất đâu. Thôi được rồi. Nhưng nhà mày có hai anh em lại đang ngồi trên đất nhà mày nhá. Mày cứ chia đi. Rồi. Thế bây giờ nhá, cái túi này. Đây. Đồng tiền này. Đây. Cho mày. Đấy. Của em. Của em. Còn tất cả chỗ này. Tao cho mày. Còn tao là anh lớn không cần gì cả. Anh chia thế chuẩn quá. Mày chưa? Mày chia thế làm sao được? Cái quan trọng nhất thì mày cho em mày. Còn tao được cái túi không à? Thế mày vừa nãy mày tranh cả cái túi đấy. Bây giờ tao cho mày cả cái túi rồi. Thế mày làm sao? Bây giờ mày làm sao? Mày làm sao với anh em tao? Mày làm sao? Thôi được rồi. Anh em mày được lắm nha. Tao cho mày cả cái túi luôn nhá. Chúng mày cứ chờ đấy. Chúng mày sẽ biết tay tao nhá. Trời ơi. Làm được gì? Đúng lời thầy dặn.
Rồi, mày sẽ biết tay ông. Cụ Lý ơi, cụ Lý, để xem chúng mày biết tay ông nhá. Cụ Lý này, cái thằng này có cái việc gì mà mày đến nhà cụ Lý mày cứ kêu ầm thế à? Hả? Qua có việc quan trọng ấy, muốn cần gặp cụ Lý. Cụ Lý ơi, im. Này, đây là nhà cụ Lý nhá, là người có quyền cao chức trọng nhá. Không phải ai muốn vào gặp cụ là gặp được ngay, rõ chưa? Qua quản bác ơi, cả cái làng cái tổng này ai chẳng biết cụ Lý là người quyền cao chức trọng ở cái làng này. Chính vì thế mà em đây mới phải đứng đây để gọi cụ Lý là xin gặp. Chứ nếu không em đã xông thẳng vào trong rồi. Này, thế mày gặp cụ Lý có việc gì? Khổ quá, có việc quan trọng. Nếu như mà cái việc này nhá, mà cụ Lý không biết nhá, cụ Lý biết chậm nhá, cụ Lý mà xử việc không đến nơi đến chốn, không đến đầu đến đũa nhá, ảnh hưởng đến uy tín của cụ Lý nhá, thì quan bác chịu trách nhiệm nhá. Ô hay cái thằng này. Thế lúc nãy mày gặp cụ ở ngoài đường ấy, sao mày không nói cho cụ hả? Khổ quá, lúc đấy bao nhiêu người, cái việc này nó là việc bí mật, nó là việc hệ trọng, cho nên là em mới phải chạy đến tận đây nhá. Thế quan bác có cho em vào gặp không? Thế có việc gì mày có thể nói trước cho tao nghe được không? Việc gì? Được rồi, quan bác thích nghe gì? Vào gọi cụ Lý ra đây. Này, ôi cụ, dạ. Này, dạ. Cái thằng này, mày đến cửa nhà ông mà mày quát tháo lận này thế nào? Ông mày chọc cho cả cái đòn này vào mồm mày bây giờ. Đấy, cụ Lý, cụ cứ bình tĩnh. Con biết là cụ có cái đòn, thì cụ muốn chọc đâu thì chọc. Thế nhưng mà cụ định chọc vào mồm con ấy, thì không khác gì cụ chọc vào mồm cụ đâu. Cái gì? Mày ăn nói bố láo đấy. Cái nào thế? Khổ quá. Nhưng đây là cái việc hệ trọng. Nếu như mà cụ chọc vào mồm con rồi mà con không trình bày được với cụ cái chuyện hệ trọng này ấy, thì khác gì là cụ chọc vào mồm cụ đâu. Đúng ê, không ạ? Cụ, dạ, cụ cứ hết sức bình tĩnh. Dạ còn trông tướng mạo cái thằng này ghê gớm đấy cụ ạ. Nó có chuyện gì? Dạ. Khổ quá, cụ cứ bình tĩnh. Bởi vì cái chuyện con sắp thưa với cụ đây ấy, nó rất là hệ trọng. Mà nếu như cụ xử nó không hợp lý thì nó sẽ ảnh hưởng đến lịch sử, nó đến truyền thống dòng họ bao nhiêu đời nhà cụ đấy. Con cháu nhà cụ biết nó vừa nhục mà nó lại còn cười cho đấy. Này, cụ mày nói luôn nhá, cụ mày đây nhá là cụ Lý chứ không phải là cụ Hề mà để cho con cháu mày chúng mày cười nhá. Con biết cụ là cụ Lý. Thế nhưng mà chuyện này mà cụ Lý không xử lý đến đầu đến đuôi ấy, thì nó thành trò hề, con cháu nó cười cho. Sửa cái gì? Mày không nói đâu cho mày một... Dạ, bẩm cụ. Dạ, bẩm cụ. Dạ, việc này cụ hết sức bình tĩnh à. Dạ, bẩm cụ, trông cái tướng mạo thằng này ấy, chắc là có việc hệ trọng đấy cụ ạ. Ngươi đi ngồi à? Dạ vâng ạ. Có chuyện gì? Cụ phải bình tĩnh thì con mới nói. Mày nói đi. Bịt cái tai lại. Dạ. Tham lam. Sao lại lắm ngã ba ngã tư thế này nhỉ? Không biết là nhà nó ở đâu đây. Đây rồi. Này. Dạ. Mày đứng lại ngay. Mày dẫn ông đi hết vòng nọ đến vòng kia, mày thì hành hạ ông đi vào. Dạ. Đã tìm thấy nhà nó chưa? Dạ, bẩm ông là thế nào? Dạ là thưa ông, là con đi từ lúc nãy đến giờ
con vẫn chưa xác định được đâu là nhà nó ạ. Sao mày bảo nó đưa mày đến nhà rồi? Dạ, bẩm ông là lúc nó nhặt được tiền xong thì chúng con có cãi nhau, rồi nó cậy là nó có hai anh em, nó lừa con về gần nhà nó thôi ạ. Nó lại không đưa con vào cổng chính mà nó lại đưa con ra vườn, rồi hai anh em nó chó cậy gần nhà, nó định đớp con ông ạ. Đây, chính là cái lúc mà ông gặp con ở ngoài vườn đấy ạ. Cho nên là đến bây giờ con vẫn chưa xác định được đâu là nhà nó, mà ở đây nhà nào cũng giống nhau ông ạ. Mà ông nói luôn nhá, đã nói ra là phải chuẩn nhá. Dạ. Lời nói đã phát ra khỏi mồm là phải chính xác, rõ chưa? Dạ. May mà có vớ vẩn là ông cho mẹ đòn luôn. Dạ. Ừ. Dạ, bẩm ông là con khẳng định là con nói là phải chính xác ạ. Ừ. Con đâu dám lừa ông ạ. Ừ. Thế cho nên là cái việc này là như ông đã nói đấy, là ôi trời ơi, thấy rồi ông ơi. À? Thấy rồi ông ơi. Ông trời ơi, ông trời đúng là có mắt, ông trời ơi, ông trời đúng là có mắt, ông này. Trời ơi, đúng là ông trời có mắt với người tốt ông ạ. Mày làm sao đấy? Dạ. Hả? Dạ con thấy rồi ạ. Đâu mày nhìn thấy rồi? Dạ con thấy anh em nó rồi ông ạ. Nó đâu? Dạ anh em nó đây ạ. Đâu? Nó vừa đứng đây cơ mà. Trời ơi, ông trời ơi, ông trời ơi, ông trời không thương con, ông trời không thương con ư? Ông trời không thương người tốt ư? Ông trời ơi. Ông nhìn xem, đây, hai anh em nhà nó, một thằng cao, một thằng gầy đang lúi húi ở kia kìa, ông thấy chưa? Chính là nó. À, đúng rồi. Linh Đậu, vào gô cổ nó ra cho ông. Linh Đậu, vào gô cổ nó ra cho ông. Mày chuyển lính nào? Dạ, mày có trạch gì? Dạ. Ông ơi, thấy rồi ông ạ. Ông trời ơi, ông trời đúng là có mắt, ông trời thương con, ông trời thương người tốt ông ạ. Ông ơi, ông... Cái việc này là ông phải xử cho nó ra đầu ra đũa, cho nó đến nơi đến chốn, không là nhục lắm ông ạ. Mày không phải dạy ông chứ còn gì nữa. Dạ. Ừ. Ông ơi, ông, nhưng mà ông nhớ là ông hứa với con rồi đấy nhá. Lạ vậy, ông là người đàng hoàng. Dạ. Cũng sẽ còn mày đó. Quan trọng là ông nhớ là được rồi. Có phần gì? Dạ. Được rồi, nhá. Ông ơi, à. Con xin phép lánh mặt để ông xử lý vụ việc ông nhá. Ừ, rồi đi. Vâng. Lôi cổ ra đây cho ông. Dạ. Con chào ông ạ. Con chào ông ạ. Dạ, tự nhiên ông lại cho lính vào nhà. Để gô cổ con ra đây để làm gì đấy ạ? À? Tự nhiên á. Dạ. Thế các con không biết là tội gì à? Không ạ, con có tội gì đâu ạ. Anh em con đều là người tốt, làm gì có tội gì đâu ạ. Này, dạ, vâng. Thế ông hỏi hai con, thế hai con đúng là người tốt phỏng? Dạ, thưa ông. Thầy con ở nhà thường dạy hai anh em con là phải thương yêu nhau, phải giúp đỡ nhau, phải hòa đồng với làng xóm, là phải trung thực. Đúng rồi. Và quan trọng là... Là công bằng ông ạ. Đúng. Này, thế ông vẫn dạy các con là thế nào? Ở cái làng này nhá, mọi người đều biết nhặt được của rơi thì làm sao? Dạ, thầy con cũng dạy ạ, nhặt được của rơi mà trả lại người đánh mất là thằng ngu. Nhưng mà nếu không trả người đánh mất mà cất đi thì gọi là tham. Dạ, bẩm lam nhá. Dạ, anh em con không phải tên là tham lam mà. Dạ, bẩm ông là anh em con đang định đi báo quan thì ông sang đến đây anh em con chưa kịp đi ông ạ. À, thế dạ, thì may quá ông ạ. Dạ bẩm ông,
chuyện là thế này ạ. Anh Thóc nhà con đi ra chợ bán la rong, rồi thấy người ta đánh rơi cái túi nhặt lên để thấy tiền, mà cũng không biết là của ai đánh rơi, thành ra anh em con mang về chưa kịp lên báo. Khi mà ông bắt con thế này thì khổ thân con quá, không biết là của ai ông ạ. Của ông? Của ông á? Chứ còn gì nữa? Trông ông thế này làm sao mà ông lại đánh rơi tiền ở làng ở tổng này, ai chả biết được tính ông cẩn thận. Đúng rồi. Rơi tiền làm sao được. Đúng rồi ạ. Cái việc của mày đấy à? Dạ. Tóm lại là hai anh em mày nhá, có trả người đánh mất không? Dạ, có trả không? Dạ con có ạ. Dạ con có ạ. Vâng ạ, nếu dạ. đúng là của ông mất thì anh em con xin trả lại ông ạ. Dạ, chứ này. Không ông tống cổ con vào tù thì chết. Chứ còn gì nữa? Dạ. Không trả người đánh mất mà lại không đi báo quan, mà chậm một tí là ông cho gô cổ chúng mày lại luôn. Ông ơi, thế bây giờ con tìm được người rồi, con trả lại cho ông rồi. Dạ. Thì ông tha cho anh em con nhé. Ông tha. Rồi. Không những tha ông còn thưởng nữa. Thưởng ấy, bảo rồi trung thực ngay từ đầu, không phải là thưởng con mình, con thám rồi. Dạ, con cảm ơn ông ạ. Cảm ơn ông ạ. Ông sẽ thưởng cho hai anh em con là hai cái lời cảm ơn nhá. Dạ thôi, dạ, thế cũng được. Đi về. Dạ vâng ạ, đi về. Đây là có tiền bù vào cái vụ con hến chứ đấy. Dạ. Đi về. Dạ vâng ạ. Ông ơi. Ông ơi, đúng là hai anh em nhà nó đúng là cái loại tham lam với ông nhỉ. Đúng. Ông ơi, ông nhớ là ông hứa với con cái gì chứ ạ? Quên làm sao được, chả nhớ. Có đây. Dạ ông vâng. Cái cả. Ông trời lại có mắt. Ông trời có mắt lại thương người tốt như con. Dạ. Dạ. Cái chỗ này phần cho con hến. Dạ. Còn cái hổ bao này phần con cầm nó về được tiền. Nào. Đi về. Đúng là cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải là của mình. Ê! Vèo vèo vèo! Vồ, tao vồ mày cứ gọi vèo lần nào cũng thế. Khổ quá thì vồ mới vèo nữa như nhau thì. Ngồi 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 tao bảo. Vèo gì đấy? Chị vui đấy. Này. Cầm. Tanh nhé. Cá đương nhiên là phải tanh như thế. Được đấy. Thế theo mày chỗ này hết bao nhiêu cút? Cút gì? Của mày chứ của tao đâu. Này, mày đi cuốc ruộng về rồi đúng không? Bây giờ mày ngồi chờ tao một tí nhá. Tao đi nướng cá, hai anh em mình ngồi luôn ở đây. Thế ngồi kiểu gì? Tao phải về, không vợ thì nó chửi đó. Ôi giời ơi, tại sao mày lại sợ vợ thế nhỉ? Mày không nhớ hôm trước uống rượu nhà mày về xong rồi ngủ ngoài cổng ấy. Ngủ ngoài cổng à? Ừ. Thế tại sao mày lại phải ngủ ngoài cổng? Hả? Mày về mà hỏi vợ tao ấy. Mà tao nói thật nhé, ăn cơm với vợ thì ngày nào chả ăn. Tao với mày lâu lắm rồi không gặp nhá. Hôm nay có con cá ngon thế này, mày ngồi đây chờ tao nướng một lúc thôi nhá. Biết rồi, nhưng mà bây giờ tao không thể ngồi uống với mày được. Vợ nó vừa gọi kìa. Khổ quá, cả cái làng này chỉ có tao với mày là hợp cạ uống rượu thôi. Chứ bây giờ tao mà gọi cái thằng lớp nó sang nó uống rượu cùng ấy, thì con cá này chỉ một lúc là hết. Thằng đấy nó chỉ ăn thôi chứ nó cũng uống rượu đâu. Con này mà dán lên mày cứ nhắm mắt vào mình. Hít này, cái mùi tanh tanh của cá này mà nướng lá chuối nhá. Tao nói cho mày biết, ngồi đây nhá, gió thoang thoảng thế này nhá. Xong rồi mày làm một vài câu thơ nữa. Úi trời ơi, cứ gọi là đen đét. Vợ tao nó lại... Sao? Không cho đi uống với mày. Nó cấm. Sao lại cấm? Nó bảo ai chứ mày mà sang ấy là nó cấm cửa. Vì nó bảo đi chơi với mày là mày không làm ăn cái gì cả.
chỉ suốt ngày rượu chè. Thôi được rồi, vợ mày nó nói tao như thế thì cũng được thôi. Thế nhưng là quan trọng là mày có thích uống rượu với tao không? Mày biết thừa rồi còn gì nữa. Mà nhà tao thiếu gì rượu. Nhưng vấn đề là đi với mày là vợ tao cấm. Tao biết rồi. Nhà mày còn một chum rượu rất ngon nhá, mà mày chưa mở nhá. Thì vậy thế này, tao mà sang xin được vợ mày cho mày đi uống rượu với tao thì mày mất gì? Xin lỗi mày đi. Mày mà chưa đến cổng vợ tao nó đã chửi rồi. Thôi được rồi, bây giờ tao sang xin vợ mày, vợ mày đồng ý cho mày đi uống rượu với tao, thì mày sẽ phải mang rượu nhà mày đi nhá. Mày phải khai cái chum ấy ngay, được mày, chưa? Nếu nhá, mà mày xin được nhá, thì không những một chum mà năm chum luôn. Mà tao nói mày nhá, lúc vợ tao nó làm gì mày đừng có trách. Thôi được rồi, ngắn gọn là tao mà xin được là mày phải khai chung rượu mới nhá. Thằng nào nuốt lời thằng đấy làm con tuốt. À, chưa biết thằng nào con tuốt đâu nhá. Đi. Mày cứ chờ đấy nhá. Có rượu ngon rồi. Ổn không? Ổn không? Có gì đâu mà không ổn. Vợ trong nhà. Cô Héo ơi. Rồi. Làm gì đấy? Thì gọi vợ ông còn gì nữa. Vợ tao không như vợ mày đâu mà mày gọi cứ như là mày về nhà mày. Không muốn tôi gọi vợ ông ấy thì ông vào ông gọi vợ ông ra đây. Gọi ra đâu ngoánh cả hai đấy. Đừng có đùa với nó. Khổ quá. Thì ông cứ vào ông nói với vợ ông đi. Chưa thử làm sao mà biết được. Đi vào đi. Khổ quá, đi vào đi. Bẩm mình là có hùng vập nó. Vập cút. Hả, nói bao lần rồi, giao du gì với cái ngư ý. Thấy chưa, vợ nó ghê lắm. Nó mà ra đây nó oánh cả hai luôn. Thôi về đây, không khác. Khổ quá nhỉ. Bây giờ ông vào ông mời vợ ông ra đây. Không sợ thử lại lần nữa vào. Vừa bảo rồi. Khổ quá, bây giờ vào lại. Nói trân trọng là có chú vập, chú chờ, chú muốn thưa chuyện. Cứ vào đi, vào đi. Vào, đúng rồi, đúng rồi. Chết. Bảo vợ là chú... Bẩm cái gì hả? Thế nói đến như thế mà vẫn cứ cố hả? Không, hả? Lần này gan ông to bằng gan rời à? Không, hả? Lần này, đấy. Đúng là cái đồ mặt dày. Sao thế? Tâm căn tàng là đôi bờ ly biệt. Ô, thế sao thế? Sao lại ly biệt? Cô Héo ạ, hôm qua ông còn quẹt sân mà nay ông đã lâu thế. Lạnh chân mất rồi. Thì sao lại để ông lạnh chân thế? Phải sửa cho ông đi chứ lị. Khổ lắm cô ơi. Nhạc phụ tôi ra đi đột ngột. Giờ đây để lại con vợ tôi. Này, khổ lắm. Bác ấy bảo là ông cụ đi đâu? Ra đi, mới lạnh chân có nghĩa là cụ mất. Ôi dồi ôi, cụ chết rồi á? Ô thế, sao cụ lại đi nhanh thế? Cụ còn đang khỏe mạnh bình thường cơ mà. Này, bác Phẩm ơi. Thế cụ đi rồi à? Đi làm rồi. Sao cụ đi? Mà đi lúc mấy giờ? Vừa xong. Ôi dồi ôi, vừa xong à? Ôi thế đi. Thân phụ tôi ra đi đột ngột. Cả nhà đang lo hậu sự. Ôi tội quá bác ạ. Bác ơi, thế bên ấy thì còn có cái việc gì không? Giờ còn mỗi cái đận đào huyệt. Đào huyệt hả bác? Này, mình ơi. Hay là mình thu xếp mình đi đào huyệt cùng với
Ông giỏi ơi à? Tôi đàn bà con gái thì ông phải bảo tôi đi đào huyệt. Tao làm sao được? Thế làm nào? Thì ông đi thì còn làm thế nào nữa? Nhưng mà đói, đã ăn đâu? Ăn uống cái gì? Cứ đi sang đào đi. Đào xong rồi gác người ta cho ông ăn. Hay thế, thôi đi. Bác vào bơi. Người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tân. Thôi thì ông cụ cũng đi rồi. Bác cũng bớt bớt đau buồn. Nhà em sang thì xem có việc gì thì phụ thêm cho nhà bác nhá. Vâng. Ông đi đi, đi luôn đi. Thôi đi. Thôi. Cảm ơn cô. Vâng, không có gì bác. Đúng à. Là hàng xóm láng giềng. Vâng. Xỉu. Cái gì? Tức là vợ của là con gái rượu của cụ. Không rượu để pha pha nước vang ấy. Rượu. Thế con đứng được mặt ở đấy à? Đi vào đi, nhà mình thiếu gì rượu. Ôi nhạc phụ ơi. Thôi em có mấy lời em xin thưa với bác ạ. Lúc nãy em cũng không hiểu chuyện gì. Em lại cứ tưởng nhà em thì đi rượu chè ở đâu. Khi em nói nó hơi quá thì bác bỏ qua cho em. Chứ người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận, tình làng nghĩa xóm. Em cũng xót ông cụ lắm bác ạ. Khổ thế chứ. Đi. Về. Mình đi đi. Đi. Lấy chưa? Lấy à? Thế mà bác về nhá. Vâng vâng. Thương bác về đi. Ơi nhạc phụ ơi. Này, cá đã chín đâu? Nhìn thèm mỡ nó chảy xuống đây. Này chờ tí bình tĩnh. Mà rượu đâu? Này, chén đây. Và. Chính nhà mày rất là thông minh. Ừ. Nhà thông minh của mày mà mới có món này. mày hít em thôi. Hay như tao bảo này. Tí lộ. Sao lại lộ? Mày sang mày mắt mày cứ nhìn chằm chằm vào vò rượu xong lại còn nuốt nước bọt. Còn lâu mới lộ được. Đấy. Lúc đấy là tao nghĩ đến cái món cá nướng này này. Ê, chứ còn rượu thì ngày nào tao chả uống mà. Uống đi này. Tao bảo mày này. Mày hơi ác. Rượu của mày ngâm lâu. Thơm. Thôi mày đừng có giả vờ. Tao đã bảo mày hơi ác. Ác cái gì mà ác? Này, mày nói dối cái gì cũng được, nhưng mà nói dối là nhạc phụ mất. Ồ, cái thằng này. Tao thấy bình thường. Này nhá, cuộc đời sinh ra, đúng không? Có sinh, có tử. Kiểu gì sinh ra rồi mà chả chết một lần nhá. Mà mày thấy đấy, cái ông bố vợ tao ấy nhá. Nhà lão giàu như thế, thế nhưng mà lão đã bao giờ cho tao với vợ tao được một đồng để mua bộ quần áo mới chưa ha? Lão ấy chết sớm thì tao còn được thừa hưởng cái tài sản. Biết là thế nhưng mà nói dối thế nó cứ thế nào. Thôi, đi một ngày đàng mày phải học được một sàng khôn như tao ấy nhé. Uống đi, uống đi. Mày nướng lâu quá, tắt lửa ở nơi rồi đây. Nó phải nướng bằng than thì nó mới ngon. Chứ nướng bằng lửa nó khói, nó ám khói, nó không ngon. Mày cứ bình tĩnh nhá. Này, tiếp đi. Uống vừa thôi, tại đợi. Trong lúc mày chờ cá chín thì phải túc tắc cái gì đi. Được rồi. Ánh rồi, tạm rồi, tao chờ cá chín. Ôi, ngon quá. Uống đi. Rượu ngon lắm. Ôi trời, cô tôi. Ô, chị Héo đấy ạ. Lâu lắm mới thấy chị. Mày biết là cô tươi rồi. Cô cũng tên là tươi rồi. Dạ. Nhưng mà nhà đang có việc mà cô vẫn cứ tươi thế này thì tôi cũng đến chịu đấy. Ô kìa chị, việc gì ạ? Tôi nói thật nhá. Dạ. Chỗ chị em mà tôi quý tôi mới nói đấy. Cái thứ nhất là cô ăn mặc như này tôi thấy nó không phù hợp. Nhà mình đang có việc. Mấy cái thứ hai là
ốc kia. Cô phải buồn hay là thế nào chứ sao cô lại cứ tươi thế này? Ôi chị này hay thật. Cô làm sao được mà buồn? Chị nhìn em này, mặc váy, mặc áo đủ cả. Cô hở chỗ nào đâu? Tôi có nói là cô hở đâu. Thậm chí là lại còn thừa ra đây này. Ôi nhưng mà nhà mình đang có đám. Mà có đám thì không ai người ta ăn mặc nó loè loẹt sặc sỡ thế này. Đấy, tôi đang định sang để tôi hỏi thăm đấy. Không biết là thế cụ đi lúc nào, cụ đi mấy giờ cô? Gớm khổ cụ quá. Cụ ấy ạ? Vâng. Ôi chị này, chị cứ đùa. Cụ nhà em á, đi từ lâu rồi. Tôi có nói là cụ nhà cô đâu. Đương nhiên là cụ nhà cô phải đi lâu rồi. Đến cụ nhà tôi còn đi lâu rồi. Đấy. Tôi nói là tôi nói ông cụ thân sinh ra cô ấy. Đấy nhắc đi tôi buồn lắm cô ạ. À, gớm khổ. Sinh thời đấy cụ tốt tính tử tế lắm. Nhìn mặt cụ thì hơi đều một tí thôi, nhưng mà cụ tốt lắm, cái tâm cụ tốt. Tôi nhớ cái đận mà tôi đẻ đấy. Thế là cụ mang chai tương, cụ sang cụ cho tôi mượn. Tôi chưa kịp trả cụ thì cụ đã đi rồi. Này cái chị kia. Cái chị kia. Tôi hỏi chị, gia đình tôi ăn ở đối xử với chị có đến mức nào đâu. Hai chị em ơi, có chuyện gì mà to tiếng thế? Ông ơi, con cắn dao cắn cỏ con lại ông ơi. Ông ơi, ông hiểu cho con, không phải là con muốn ăn không ăn hỏng chai tường của ông đâu. Con định sang thì con giả chai tường cho ông, nhưng mà con chưa kịp giả thì ông đã đi rồi. Ông ơi, này ông. Làm sao đấy hả Hẻo ơi? Con lại không sao rồi. Này. Ok, làm sao đấy ông? Ông đây mà. Mày không nhận cho ông à? Ông là người hai mà. Mà cái đồng chị ấy. Ông là người. Mày có vấn đề gì đấy à? Cái méo này. Sao? Ông ơi. Ôi. Ông là người à? Ừ. Ông cho có sờ tí được không ạ? Đấy. Sao thoải mái? Nhiều cũng được, không cần phải một tí. Ê. Sao? Ai? Chị này. Đau. À, ông đau à? Ừ. Ôi thế ông đau thì ông là người rồi. Thư ma làm sao mà biết đau ông nhỉ? Này mày rủa ông chết à? Không. Dạ khổ quá, còn có rủa gì đâu ạ. À. Ừ. Thì chả là con rể ông sang nhà con. Thế xong rồi là chú ấy bảo nhà cụ đại nhân đi rồi. Ôi trời ơi. Con nghi nghĩa tử là nghĩa tận. Con còn bảo nhà con là sang bên nhà ông xem có việc gì để con giúp đỡ. Thì hai anh em còn rủ nhau ra đồng đào huyệt ạ. À. Đào huyệt? Vâng. Chôn tôi. Ôi, chết. Thế là thế nào? Ô thế là mình bị quả lừa à? Chứ có gì nữa mà ông có sống ra sờ ra đây này. À, tôi chết rồi ông ơi. Thế thì là con cũng bị lừa rồi ông ơi. Lừa cái gì? Thì thằng chồng con nó lừa chứ còn gì nữa. Ôi thầy ơi. Thầy bớt giận ạ. Ngục. Ngục quá. Đời thủ nhà ai? Con rể mà lại rủa nhạc phụ chết. Cái ngày mày nặng nặc đòi lấy nó, mày bảo đó là củ khoai, củ sắn, khoai hà. Bao nhiêu thằng ở làng bên nó hỏi lấy làm vợ thì không ưng thằng nào. Này, nhất là cái thằng lớp ấy, nó vừa ngoan, nó vừa khỏe, nó cày ruộng rất giỏi, thế lại không đồng ý. Bây giờ đấy, mày thấy chưa, nhục chưa? Con biết lỗi rồi ạ. Biết lỗi thì làm thế nào? Ngày hôm nay nó rủa tao chết, rồi ngày mai không biết nó rủa ai chết nữa, rồi đến lượt mày nữa đấy. Thầy, hôm nay thầy cứ ở đây, con sẽ xử đẹp thầy luôn. Tao làm gì mà mày xử đẹp tao? À không, ý con là hôm nay chồng con nó mà về, thầy chỉ cần ở đây, thầy chứng kiến cho con. Con sẽ xử ra ngô ra khoai để không bao giờ xảy ra cái chuyện này nữa ạ. Không xảy ra chuyện này nữa. Khoai sắn về đấy. Này! Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cháu nhạc phụ.
Ôi, nhạc phụ của anh chết rồi. Chết rồi. Úi, sống lại. Ở trên đời này chết đi sống lại nó là chuyện bình thường. Không phải không em? Không phải ai là em? Ôi, đi vào đây với tôi. Em đã bảo là nhanh. Tất cả chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Trời ơi, đẹp mặt chưa? Nhục. Bạn vô đơn chí. Thằng nào giao đường lại còn Vập ơi, ở đâu nhà mình ý? Mình ơi, tôi tưởng ông đi đào huyệt cơ mà. Đào xong rồi. Sao ông đào thêm cái nữa? Một người chết thì đào hai cái huyệt là. Đào làm cái gì à? Hả? Ba chai chưa say à? Ông đi luôn đi. Đi đâu? Ông còn về đây làm gì nữa hả? Vẫn chứng nào tật đấy? Này tôi nói cho ông biết nhá. Hôm nay ông ra ngoài đường mà ngủ khỏi phải về nhà nhá. Ê. Ôi chết rồi. Có bọn nào nó đi vào nhà mình nó cầm dao kìa. Đừng có mà linh tinh. Cái gì thế này? Ôi ôi, anh ơi. Anh lại cầm dao ấy, đâm em ấy làm gì kìa. Này tôi không đùa với ông đâu nhá. Này. Này. Tôi không đùa với ông nữa đấy nhá. Ông Bồ. Ông Bồ ơi. Ông Bồ ơi. Này tôi không đùa đâu đấy nhá. Ông Bồ ơi. Ai đùa với bà? Này. Giời ạ. Còn lâu mới vào được nhá. Này nhá, ông có mở cửa ra ngay không thì bảo đừng hả? Đừng có đùa, đừng có tưởng thằng này nó quá say. Say mà đây vẫn giật tay hơi bị chuẩn nhá. Giời ơi, này mở cửa ra cho tôi vào đêm hôm thế này. Nhưng mà lần sau không được nhốt chồng ở bên ngoài nghe chưa? Mở cửa ra? Nghe chưa đã thì mới mở. Đấy, có mở ra không? Hả? Khóa cửa đây. Đi ngủ rồi. Này. Cửa ngoài đây. Này, mở cửa ra. Này. Ui. Sao bảo khóa cửa? Giời ơi. Thế này thì say ngoắc cần câu rồi. Giời ơi là giời. Gọi đây. Đứa nào gọi đây? Tao gọi đấy. Ô, bà gọi à? Mày láo nhỉ? Bà gọi ông chứ bà gọi mày à mà mày thưa? Dạ thì ông dặn con là bà lại bổ cho một phát bây giờ chứ lại. Ông dặn con là ai gọi thì thưa hộ. Con lại tưởng là con sen nó gọi ông. Chứ cái mày để hóa là mày bảo bà là con sen à? Hả? Hả? Tôi con xin lỗi bà. Ông đâu? Bà hỏi lạ nhỉ? Bà hỏi là con lợn nó ăn chưa? Hoặc là con chó nó quanh quẩn ở chỗ nào thì con còn biết. Chứ ông thì làm sao mà... Bà nuôi mày nhá, cho mày ăn nhá, quần áo mày mặc nhá. Để bây giờ mày trả treo bà có đúng không thằng nô? Mày ấy, mày là cái thằng nặc nô chứ không phải là thằng nô đó nhá. Bà cứ quá lời. Thế con là trả treo bà bao giờ? Thế ông đâu? Thì con đã bảo là làm sao mà con biết được. Thì từ sáng đến giờ mày ở nhà thì mày không nhìn thấy ông đâu à? Sáng con dậy, con bê nước cho ông rửa mặt. Sau đó ông ăn.
xong ông uống chè, xong ông ra sân ông tập thể dục. Tập thể dục ông... à? Vẫy, vẫy, vẫy. Lại vẫy à? Vâng. Vút. Vút hả bà? Ờ. Thế thôi. Thôi cái gì? Ơ thì mà ông đâu? Mày đã trả lời bà đâu? Ô khổ quá. Thế thì con chỉ biết đến đoạn đấy thôi chứ. Sao? Sao, sao? Sau đấy con đi, con đi con xuống con sắc thuốc. Con sắc thuốc cho ông. Thế sắc xong rồi đang định mang lên thì bà gọi đây. Thế tức có nghĩa là ông chưa uống thuốc à? Chưa. Ôi thì chết rồi. Sao ạ? Thuốc thang thì phải theo uống theo giờ nó mới có công hiệu chứ, lại thầy đã dặn như thế rồi. Thế bây giờ mà ông mới không uống thì cứ bảo làm sao? Bà choán lắm rồi. Bà ơi. Bà. Hay là con uống nhá. Mày láo nhỉ, mày láo nhỉ. Bà ơi bà. Bà ơi, con bảo. Cái gì? Mày làm gì đấy? Bà bỏ cái chân này xuống. Khổ quá, bà bỏ cái chân này xuống. Bà đưa cái chân này lên. Rồi làm sao? Con thấy bà là nào là mời thầy rồi bốc thuốc, thuốc nọ thuốc kia, sắc lên sắc xuống mà ông uống xong bà vẫn bảo choán lắm. Thì choán thì ta chỉ bảo là chán thì ta lại bảo là được à? Bà ơi, bây giờ bà phải thay đổi cách đi bà. Phải trong công ngoài kích. Thế là thế nào? Con nghe người ta nói ở làng bên ấy có ông Lang Vẩu. Ông ấy chữa tốt lắm. Chỉ cần là qua sông. Thằng mất dạy. Mày lại định chơi chữ với bà đấy à? Mày bảo là qua sông đấm cái gì? Cái gì? Bà, mày vừa định nói đấy còn gì? Thì con bảo là qua sông là đến nhà ông Lang Vẩu đấy. Thế sao ông nói liền vào? Mày lại nói ngắt quãng ra bà lại tưởng. Giời, bà cứ toàn suy bụng bà ra bụng con này. Mày lại cãi đi. Thế bây giờ là qua sông là sang nhà ông Lang chứ gì? Dạ vâng. Thì ông ấy chữa thế nào? Mà ông Lang này chữa hay lắm. Không có bốc thuốc gì đâu. Ông ấy không hiểu là ông ấy ăn lộc của nhà ai, của người nào mà ông ấy chỉ dòm thôi là khỏi bà. Bách bệnh tiêu tán là vạn bệnh tiêu trừ luôn. Dòm vào đâu? Tức là ông ấy nhìn ấy. Tức là người bệnh sang là ông chỉ dòm thôi chỉ à? Chỉ dòm thôi mà khỏi. Thế mới lạ chứ. Dòm mà khỏi. Mày để bốc phép với bà. Người ta bảo có bệnh thì phải vái tứ phương. Bà tốn bao nhiêu tiền để có là sắc thuốc cho ông mà còn choán. Bây giờ mày lại bảo là có thầy lang mà dò một cái mà lại được á. Cơ mà bốc phét. Thế bà không tin con thì thôi. Con chỉ nói đấy thôi. Bà muốn hết choán thì bà nghe. Còn bà không thì thôi. Con đi xuống con... Này, gớm mày làm gì mà dỗi. Ngồi xuống đây bà bảo. Ngồi vào đây. Mày là cứ thấy để bà chiều là mày cứ bắt nạt bà đấy nhá. Mày chả biết thừa thì mày là tâm phúc của bà còn gì. Bà đi đâu thì bà chả mang phần cho mày, có đúng không? Vâng. Này. Bà choáng lắm. Mày biết ông mày như thế nào rồi đấy. Mà bà tốn bao nhiêu tiền để sắc thuốc cho ông mày, có ra đâu vào đâu đâu. Vâng. Thế cho nên là mày đi tìm ông về đây. Vâng. Nhá. Thế xong rồi là mày dắt ông sang cái chỗ ông thầy Lang Vẩu, Lang Vẩu gì đấy nhá. Để ông ấy dòm xem là ông có khá lên được tí nào không. Này, nếu mà ở cái vụ này mà được nhá, là bà sẽ thưởng to cho mày, được chưa? Bà nhớ đấy nhá. Thì chị trẻ nhớ. Thế con đi tìm ông. Đi đi. Dạ vâng vâng. Bà ơi bà. Cái gì? Thì bà cầm bát thuốc. Hoặc bà uống luôn đi, không bổ đông thì bổ tây. Con đi tìm ông, bà nhá. Đi nhanh đi. Dạ vâng ạ. Đi sớm thì phải sớm đấy. Vâng, vâng, vâng. Ông mày không uống thì bà uống. Không bổ đông thì bổ tây. Khách đến đến chơi nhà là khách đến đến chơi nhà. Cái gì đây? Anh làm gì vậy? Anh có làm gì đâu. Anh làm nông dân. Em không đùa đâu đấy. Mà sao hôm nay lụa lại bán hàng một mình có buồn không?
Không bán một mình thì bán mấy mình? Hôm nay ấy, anh ra là anh thèm ăn trứng của lụa. Trứng đấy, anh ăn mấy quả thì ăn. Ừ, nhưng mà ý anh nói là trứng nào mà sinh nở được ý. Trứng của lụa cái kia. Mỡ đấy mà húp. À, lụa nói đấy nhá, mỡ đấy mà húp nhá. Ô, húp luôn. Này, tôi không đùa đâu đấy. Tôi la lên bây giờ. Đâu rồi? May quá. Tí chết. May thật. Tôi la lên bây giờ đấy. Lụa cứ la lên đi. Giữa trưa hè nắng thế này, tôi thách bố con thằng nào ra đây đấy. Bố đây. Ông à. Ông ra lúc nào ông chẳng nói với con. Giữa trưa mà mày dám trêu ghẹo con gái nhà lành à? Hả? Dạ con không dám ạ. Tại vì con thấy cô lụa bán hàng một mình, con thấy cô ấy buồn quá, con ra con nói chuyện với con mua hàng cho cô ấy thôi ạ. Thôi đấy không phải việc của mày. Cô trông bây giờ. Dạ. Ông ơi, con đội ơn ông ạ. Dã mở cái làng này, ai người ta cũng đứng đắn, tử tế như ông thì chúng con được nhờ ạ. Ừ, con gái là phải giữ gìn. Mà này, cái yếm bị lệch rồi, để ông sửa cho. Ông kệ con ạ. Không kệ, cái váy cũng nhầu lắm. Ông làm cái gì đấy? Rất căm mình. Mà ông dặn mày ở nhà trông bà, dọn dẹp nhà cửa, ra đây làm cái gì? Dạ vâng, thì con vẫn làm như lời ông, là con ở nhà con trông bà với con dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng mà bà bắt con đi tìm ông. Tìm làm gì? Thì bà bảo là bà đã gặp được thầy thuốc, người ta có bài thuốc bí truyền để chữa bệnh yếu cho ông. Yếu? Yếu cái gì? Ông khỏe thế này. Lụa nhỉ? Ông ơi, thôi ông về đi, không bà mong ạ. Ông về luôn đi. Mai ông lại ra. Thằng kia. Dạ. Lên đây. Ông gọi con à? Lên đây. Quỳ xuống. Ừ. Ôi sao ông lại bắt con quỳ à? Quỳ để cõng tao. Ông ơi, ông khỏe như thế mà đi từ đây về nhà có một đoạn thì ông đi bộ cũng được, cái gì ông lại bắt con cõng. Thế bần em mày chạy bảo tao yếu còn gì. Con bảo ông yếu ấy lại yếu cái kìa. Với bà thì tao yếu nhá, với bên ngoài ấy, nhất là con lụa ấy, thì còn lâu nhá, thế này nhá. Con xin ông. Ông có tuổi rồi, ông đừng tớn lên như thế, nguy hiểm lắm. Không, tao nói cho mày biết, cái đấy, cái sức khỏe về sinh lý, rồi cái sĩ diện của thằng đàn ông. Dạ. Mà trước mặt con lụa, mày dám nói tao yếu. Cái tổ đấy đáng đánh đòn, đáng chết nhá. Vâng, con biết rồi. Vì thế mày phải cõng tao. Ôi trời, khổ thế chứ này. Cái mồm làm tội cái thân. Ông gì cái gì mà lên con đấy? Cái gậy, không có gì. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ôi trời ơi. Đây. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân. Biết thế rồi con không bảo ông yếu nữa. Ôi trời. Sao? Ông ơi. Ơi. Con đã cõng ông mệt rồi. Ông lại cứ dí cái gậy vào lưng con đau chết đi được. Đâu. Gậy của ông đây cơ mà. Ôi trời. Thế hóa ra là... Ôi dồi ôi, bảo sao ông ôm con chặt thế? Ôi ôi, ai à? Ô Mai. Dạ. Mày vừa bảo là ông ô Mai hả? Dạ. Ông ôm con. Bởi vì con cõng ông, thế là ông ôm con chặt lắm bà. Mày bảo ông yếu, mày phải cõng ông là đúng rồi. Dạ thưa bà, là con chót bảo là ở chỗ quán nhà con ấy là... Con nào? Con nào? Con
con bảo con ạ. Con bảo là ông yếu ạ. Có thật không? Thật. Ai cho mày nói đúng thế hả? Thế ra bà tâm sự với nó là tôi yếu à? Cái việc này mà bà nói, thảo nào nó biết, nó rêu rao khắp cả làng. Xấu hổ tôi. Cơm chửa chứ ông nghĩ là tôi để định vạch áo cho người xem lưng à? Mà cái thằng này nó là thằng nào? Nó chả là tâm phúc của ông đấy thôi. Ông nuôi nó từ tấm bé đến giờ, có cái việc gì trong nhà mình mà nó không biết đâu mà để tôi phải kể. Thế nó tóm lại, bà sai nó gọi tôi về đây có việc gì? Thì có việc thì tôi mới bảo ông về chứ đấy. Này, cái việc này quan trọng lắm nhá. Việc gì? Thằng nó hồi, nó bảo với tôi là ông ý, là chỉ việc qua sông. À, thằng này, mày bảo ông qua sông đấm đá cái gì hả? Ủa, quá nhỉ? Thế bây giờ con lại phải nói lại từ đầu à? Thì mày nói đi. Thôi, con không nói đâu. Ông có đi thì đi, không thì con xuống rồi con sắc thuốc ấy. Thôi, tôi bảo này, ông đi luôn với nó đi. Đi ông đâu? Còn đi đâu nữa? Đi qua sông, rồi là nhờ thầy lang, thầy giúp cho nó cải thiện hơn chứ còn thế nào nữa. Thế thì... Đi. Mày lại cõng ông. Ôi dạ, con lại phải cõng ông à? Mày bảo ông yếu cái gì nữa. Ôi dồi ôi. Cõng ông đi. Thế nhưng mà ông đừng ôm con chặt như lúc nãy nhá. Ông biết rồi. Ôi. Này cõng ông cẩn thận đấy, không ông ngã. Ôi dồi ôi. Chuẩn. Thầy Lang đâu? Dạ? Thầy Lang đâu? Sao không biết được? Thế mà lúc ở nhà mày nói với bà như đúng rồi. Thì con cũng nghe cái ông lái đò ông nói như thế nào rồi con nói lại như thế chứ. Sao con biết được? Thầy Lang vẩu. Thầy Lang vẩu này, chắc chắn nó bị vâu. Có thể. Chắc chắn nó bị vâu. Gì à Mỹ? Đấy. Chứ đúng nó vâu còn gì nữa. Vẩu thật nhỉ. Về. Về. Sao mà về? Ăn nói như thế thì. Về. Ôi giời. Thầy. Dạ, con xin thầy thứ lỗi. Ông con nhà con là đường xá xa xôi lặn lội mãi mới qua sông sang được đến đây. Vừa mới qua sông sang được đến đây cái thì dạ. Thì làm sao? Anh nói nốt câu với tôi xem. Dạ. Được không vậy bạn? Ê, qua sông thì gặp thầy. Thế thì được. Dạ thưa thầy, chả là con nghe ông lái đò ông nói, rồi bà con ở trong làng người ta nói, rồi tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa với thầy. Tiếng dữ gì? Tôi làm gì có tiếng dữ gì mà đồn xa? Hả? Tức là các cụ nói lại như thế thì con cũng tiện mồm con nói thôi, chứ thầy thì làm gì có tiếng dữ ạ. Thế thì khám cho ai? Có tiền không? Chưa biết bệnh gì mà đã hỏi tiền rồi. Cái tánh của tôi thế đấy. Ơi, thầy ơi. Thế là hay đấy. Dạ. Khoái tính của thầy đấy, như thế là giỏi đấy. Được, cứ chữa đi. Bao nhiêu tiền tôi lo hết. Dạ. Phải thế chứ. Này, nhìn thấy biết ngay. Là yếu. Đúng. Mà cái đấy nó dùng, cho nên là phải rút. Rút. Rút cái gì? Thế nhà ông nghĩ là rút cái gì? Rút kinh nghiệm chứ rút cái gì? Tớ cứ nghĩ rút là rút. Mà này, rút kinh nghiệm như thế nào? Về. Cứ thế mà làm. Về thôi. Chúc con biết dạ, thôi. Dạ vâng ạ. Thế con xin phép thầy là con đưa ông con qua sông ạ. Lại qua sông. Nhanh anh nói nốt câu đi. Qua sông thì về tới nhà. Thôi. Dạ vâng. Chào thầy. Vâng. Lại nhà. Hơi một tí là qua sông. À tôi xem đây. Thầy cho qua sông thật rồi.
Ông mình đã lấy đồng nào đâu? Này. Mình đi đâu đấy? Tôi ra ngoài dịch cân kinh một tí. Cơm thì vừa mới vẩy xong thì giờ lại định ra ngoài đấy vẩy tiếp à? Vẫn dư sức mà. Đi vào đây với tôi. Để tôi ra, cứ vào trước đi. Tôi vẩy một tí xong tôi vào. Eo ấy khỏe thế. Tôi bảo này, cái ông thầy làng ấy có cái mẹo hay quá cơ mình ạ. Ngày mai là tôi phải thưởng thêm cái thằng nô đấy. Thế mình ra mình vẩy một tí rồi mình vào với tôi luôn nhá. Này hôm nay trời gió lắm đấy. Đi đi. Nỡ mà. Mà lão này có vẩy đêm bao giờ đâu nhỉ. Vừa rồi không phải vợ mình. Vừa rồi không phải vợ mình. Vừa rồi không phải vợ mình. Ông vừa nói cái gì đấy? Nói cái gì? Nói. Tôi đang nhìn xem trong chum này có con chuột nào không. Chum này có con chuột nào không à? Không khai thật ra nhé, thì tối nay ngủ ở ngoài này với chuột. Này. Sao? Ông có khai ra không? Ông vừa nói gì? Thầy lang bên làng bên ấy có nói là muốn cải thiện cái chuyện kia ấy, thì mỗi lần xong ra đây nói vào cái chum là vừa rồi không phải vợ mình, vừa rồi không phải vợ mình, vừa rồi không phải vợ mình. Ôi giời ơi, thế hóa ra là ông tưởng tượng ra không phải là tôi nên là ông mới. Trời ơi, tôi nói cho lão biết nhá, cả lão nhá với cái thằng lang băm kia thì chết với tôi nhá.